Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Vì mấy hôm nay mình bận lo cho việc học sắp tới nên không ra video thường xuyên được, nên có gì thông cảm cho mình nha. Như tiêu đề của video thì hôm nay mình sẽ đi xử lý boss tượng cổ. Con Basi này chỉ cần dùng cung thôi là cũng đủ đánh bại nó rồi. Và trong thời gian rảnh mình cũng chuẩn bị hết đồ triệu hồi boss và vũ khí để không lãng phí thời lượng của video. Mình nhớ có cái đền triệu hồi gần đây. À kia rồi.
Nãy mình đánh boss, tưởng đâu cái bản chế tạo bay màu rồi chứ. Nãy giờ nó vẫn còn nằm đây. Về nhà không khí thoáng hơn hẳn.